Thời tiết đang bước vào giai đoạn giao mùa, mưa nắng thất thường. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các loại sâu bệnh xuất hiện gây hại lên cây trồng vụ mùa đang trong giai đoạn sinh trưởng. Để ngăn ngừa nguy cơ trên, nông dân đang tích cực áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, bón phân cho cây trồng theo khuyến cáo của ngành chức năng, ghi nhận tại huyện Long Thành. Các hộ nông dân trồng lúa cho biết, mặc dù đã sử dụng các giống có tính kháng bệnh cao gồm ON7347, ON5451, ON6162, v.v. Tuy nhiên, bà con vẫn lo lắng trước tình hình thời tiết nắng, mưa thất thường như hiện nay sẽ là điều kiện thuận lợi để các dịch bệnh rầy nâu, đạo ôn, sâu cuốn lá, bệnh đốm vàng xuất hiện gây hại, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Trong cái vụ mùa này, vào cái thời điểm mà lúa 30 ngày đổ lên thì nó thường xảy ra cái bệnh là vi khuẩn, cháy bì lá, đạo ôn. Nên mình phải ngừa vào cái thời điểm 35 ngày đó là an toàn nhất. Rồi tới trước chỗ là sau chỗ thì vi khuẩn nó còn kéo dài mà nó lây lan theo đường nước á. Nếu mình không ngừa kịp thời thì nó cái bệnh nó thể sát phát sinh nặng thì cái năng suất nó sẽ bị giảm thôi, còn 5 tấn hecta thôi, 4-5 tấn thôi chứ không có nữa. Vụ mùa năm nay toàn huyện Long Thành gieo trồng hơn 2.000 hecta cây trồng, trong đó lúa chiếm khoảng một nửa tổng diện tích, kế đến là bắp và đậu, khoai, rau màu các loại. Hiện bà con nông dân các xã đang tích cực phun thuốc phòng trừ, thăm đồng thường xuyên và bón phân đầy đủ để tăng sức đề kháng cho cây trồng. Tuy nhiên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện cũng khuyến cáo bà con cần thực hiện phun thuốc, bón phân theo nguyên tắc 4 đúng để không bị tác dụng ngược, bởi khi đó bệnh không trị hết mà còn lan nặng thêm. Cũng đã khuyến cáo nông dân khi phun thuốc và bảo vệ thực vật là phải thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng, là để nhằm mục đích khống chế, quản lý tốt các loại dịch bệnh gây hại cho cây trồng, đồng thời sẽ bảo vệ những con thiên địch như nhện, bọ xít, kiến, chuồn chuồn, bọ ngựa, ong, và vì đây là những cái lực lượng khống chế lại những cái con côn trùng gây hại. Về bón phân thì nông dân cũng phải thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng. Nếu bà con bón phân không đúng liều lượng, cụ thể là bón dư quá đạm thì sẽ làm cho cây dễ phát sinh dịch bệnh. Với phương châm phòng là chính, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vụ mùa sẽ tiếp tục được nông dân trên địa bàn huyện chủ động thực hiện thường xuyên, cùng với sự quan tâm từ các cấp quản lý để đảm bảo cho vụ mùa đạt năng suất cao.